Live xem sale các chị yêu ơi, rất là nhiều váy đẹp cho mình lựa chọn luôn nha. Vest em mang nè, đầu live stream giảm giá luôn, lấy tương tác ha. 169 ngàn cái đầu này luôn. Nhanh tay đặt ngay vì em chỉ chốt ở trên live thôi nha. Cũng là váy em mang nè, tại shop đang bán 450 ngàn đồng. Hôm nay mình chỉ cần ngồi ở nhà cho em thôi, bật điện thoại coi live stream đặt đơn 169 cái đầu tay cho em nè. Form đầu xe rất là đẹp luôn ha. Có sẵn hàng nha chị Ruby ơi, mình đặt là em giao liền. Ship thành phố là 20 ngàn đồng và ship tỉnh chỉ có 30 ngàn thôi nha cả nhà. Ưng váy nào bình luận bên dưới giúp em nha. Mã váy em mang để em ghim giá là 1496, 169 ngàn đồng. Rồi bắt đầu nhận đơn cho em. Hàng mango gân vải đẹp, mặt mát luôn ha, dài dặn không xuyên thấu. Đây là cái form váy nè, nó hơi chữ A nhẹ, dáng nào bận cũng đẹp, trào người, ốm người, đang sau lưng khóa kéo che mặt đều ok. 169k cho em mẫu này, full size nha chị Hạnh ơi, 40-65 cân. Váy này của em có tới 4 size lận, các chị cứ thoải mái nha. 65 cân đổ về cho em mình chốt nè. Giao hàng đến tận nơi và hỗ trợ cho các chị yêu là kiểm hàng trước thanh toán. Bây giờ lấy mẫu em mang nha. Trước mắt là mình đặt mã vô cho em nè, mã sản phẩm kèm cho em cái số điện thoại là ok ha. 169 ngàn đồng cho chị Anna nha. À cái màu này nó không có phải là màu cam không hay là màu hồng không đâu. Cái em váy này cái tông màu nó khá là lạ. Ở ngoài thực tế cái chị nhận hơi hồng hồng cam cam một xíu. 169 ngàn chị Mỹ ơi, rẻ không? Chúc chị Thanh Ngọc 1496 ạ. Trung niên hay trẻ tuổi mang đẹp, đi làm đi chơi được hết. Tính ra 169 ngàn mà em nói nhận cái đầu mặt đi đâu cũng ok. Rồi chuẩn bị em qua mẫu nha. 4 size cho mình lựa chọn MLXL2X 92 hả chị? 92 em còn size nhỏ. 92 hôm nay shop còn size M. Trời ơi đang hẹp. Đây 92 chị hỏi đây. Chấm bài tương tác cho em nha. Chị nào đang coi livestream tương tác cho em một dấu chấm đi ha. Ai đang xem live chấm bài tương tác chuẩn bị em qua mẫu. Trời cái này 120 chị. Cái đầu hoa đỏ này nè, 120 tương đương hơn. Duy nhất ở trên live này thôi nha. Em chỉ sale trong livestream. Kết thúc livestream về giá cũ. Chị nào không nhanh tay hết hàng thì em chuẩn bị qua mẫu khác nè. Rồi, lấy váy em mang chốt đơn 1496 xong chưa? Chị Phương Dung có hàng luôn nè, còn chị nào không? Còn chị yêu nào chưa có mẫu váy này của em không? Chuẩn bị em qua váy khác nha. Em mang là đầm vest, đi tiệc mang được chứ. Mẫu vest em mang nè, khóa sau, một lớp vải dày dặn lắm. Hàng đẹp nha, đẹp từ chất tới form luôn. 169 ngàn là em sale lấy tương tác thôi, chứ còn bình thường là em bán 450. Cũng váy em mặc luôn, tại shop 450 ngàn. Ngày hôm nay trên live. Ôi. Ngày hôm nay trên live sale cho các chị mình luôn 169 nha, full size luôn. Rồi qua mã nè. Chị nào hỏi em váy 1492 đâu ạ? Mẫu em mang đây 102.000, trời đất ơi. Đầm von hai lớp form này dài. Em mang cái váy này nó dài nha. Em 6 a. À, em 50 cân chị Trương Thu. Hiện tại váy của em đang mặc đây shop còn size M. Em nặng 50 cân, cao 1m6 và eo của em á là nó dao động 68 70 mấy chị. Đó chưa ăn 68 ăn rồi nó 70 ha. Thì thường là em mặc size M vừa nè. Đây, size M đây cả nhà. Chị nào size M? Chị nào đang coi like của em mà mặc size M không? Dưới 50 cân không? Chốt cái này đi 119 cho em. Hai lớp form dài có túi luôn, mang kèm hai túi cho em. Xinh lắm. Cái mẫu này có một màu à, một cái họa tiết nữa là lông công. Hiện tại cái váy em đang là có tới hai họa tiết cho mình lựa chọn nha. Đây, hai cái này nó cùng form, cùng thiết kế là cổ tròn, tay ngắn, form đầm xòe dài, hai lớp, hai túi luôn. Hôm nay em sale đồng giá 119k cho chị Phạm Huân nha. Rồi 119k cho em mẫu váy đang mang luôn. Lấy màu đỏ chốt giúp em 1492 nha. Chị nào lấy màu đỏ em mang chốt 1492, 119 ngàn mấy chị. Giá này còn suy nghĩ gì nữa? Giá này là còn suy nghĩ gì nữa đây ạ? À? Chốt liền chứ để nó hết. Em chỉ còn size M thôi. Rồi màu xanh là 1493 cho em nha. Lại gần mình coi kỹ nè. Cái xanh này là họa tiết lông công. Đây, cái xanh này là họa tiết lông công cho em nha. 1493 là màu xanh khóa ẩn phía sau lưng nè. Đó, màu dễ thương ha. Cái màu này mặc trắng da lắm mấy chị. Mặc lên trắng da cực kỳ luôn. Rồi em mang 1492. Em cầm trên tay 1493. Dễ thương không? Chốt liền em tư vấn nha. Ngoài livestream vẫn bán là 450. Tại bây giờ, tại bài livestream này luôn ha. Chị nào lên đơn 119 ngàn về tay. Cứ kiểm tra hàng cho em. Không đẹp, không lấy tiền. Mua váy bên em mình không cần
cần chuyển khoản trước, nhận hàng mới trả tiền nha, 119.000 nè, thật lòng khuyên mấy chị mua đi, so với chất lượng cái giá đó quá hời luôn á. Khách quen nhà em mua là cũng phải hơn 300-400 một váy, hôm nay xả kho luôn ha, còn mấy cái cuối em sale luôn, dưới 50 cân vừa nha chị Ngân ơi, dưới 50 cân cho em 119, màu xanh là 1493 nha. Màu xanh là 1493, còn em mặc là 1492 nha cả nhà. Rồi tiếp tục em qua mẫu nè. Lê một em đầm hoa nhí nha. Em có đây, em có cái mẫu hoa nhí màu này mặc rất là trẻ trung, hoa nhí màu vàng. Rồi lên sóng mẫu mới. Váy em mang size mấy? Em mang size M chị ơi. Đầm em đang chỉ còn size M thôi. Mẫu em mặc trên người đây shop chỉ còn size M, không về thêm nữa nha. Đây là những cái cuối. Chị nào thích hoa đỏ của em thì chỉ còn lại size M thôi. 50 cân đổ về cho em mình chốt nha cả nhà. Giao đến tận nơi hỗ trợ cho các chị yêu xem hàng trước luôn ha. Rồi qua mã số khác. Đây, em này có mã là 1535. Hôm nay hình như em còn 3 size sao á. Đâu để em kiểm tra coi. Vân tâm hoa nhí màu vàng nè. Rồi ui, 4 size em đọc số lượng nha các chị yêu ơi, tranh thủ nè. Hiện tại mẫu đầm hoa nhí của em còn 4 size. Tuy nhiên size L còn đúng 2 đơn, size XL cũng còn 2 đơn nữa thôi là shop chính thức hết hàng. Còn lại đa số là M và 2X thôi mấy chị ơi. Trời đất ơi, em này mà còn suy nghĩ nữa là hết nha. Shop không về lại chị ơi, mỗi mã số về có một lần thôi hả. Mỗi hoa văn mã số về một lần duy nhất hết em mở mẫu. Rồi chị nào thích hoa nhí, chị nào tính đồ hoa nhí nha, cái màu này dễ thương lắm. Cái hoa nó hơi màu vàng vàng xíu, không có tươi quá đâu, không có phải cái kiểu lòe loẹt đâu, da trắng da ngâm mang đẹp cho em hết. Rồi trước mắt bây giờ bao nhiêu tiền? 199.000 đồng cho em, dễ thương không? Hai lớp, bên trong đúc lót hỏng mỏng nha nè. Bên trong đúc lót cho cái chị mình nè, quan tâm hai lớp, cổ tim, tay lỡ nha. Rồi 1535 cho em. Hoa nhí đang mang mã số là 1535 nha cả nhà ơi, 199.000 đồng cho em mẫu váy này nha, 199. Em mang beo chị coi nhé, beo. À cái beo nâu mà không? Em có mấy cái beo lận nha. Em còn cái beo sơ mi nữa nè. Đó, có cái beo sơ mi nữa nè. Còn cái này beo cổ vuông, chị thích cái nào có cổ thì lấy sơ mi. Còn thích mặc hàng ngày dễ thương, lấy cái beo cổ vuông cho em xinh lắm. Thôi để chút em mặc luôn hai mẫu cho mình coi luôn. Cái cổ vuông trước đi, cổ vuông nó rẻ hơn xíu. Rồi 1535 chị Như Nguyễn, dạ ok ạ. À, size L hả chị? Size L L74 nha. Mình nhận 1561 đẹp lắm shop. Trời ơi, cảm ơn chị Nguyễn lựa rất là nhiều. 1561 là mẫu mới về của nhà em đó cả nhà. Cái chị nào mình đang tò mò 61 là cái nào không? Đây nè, 61 là cái mẫu này nè. Sẵn tiện khách vô khoe, à khách vô khen. Khách vô khen thì em cũng khoe luôn nha. Đây, 1561 là mẫu này nè cả nhà ơi. Khách em mới khen kìa, thấy không? Không phải em khen nha, khách mới khen xong. Nhận hàng đẹp. Và tất cả các chị mình mua váy bên em mình đều được quyền kiểm hàng trước thanh toán. Em không yêu cầu mình chuyển tiền trước cho em ha. Nhận hàng mới trả tiền, ưng ý, đẹp, đúng như em giới thiệu, lúc đó mới nhận hàng. Đây, 61, mẫu mới. Chị nào chuẩn bị mà đi tiệc á, đang chuẩn bị đi tiệc hoặc là mình chụp hình ha, đi chụp hình, đi chơi đó, lấy cái này cho em, ren mới về xinh lắm mấy chị ơi. Cái màu này màu tím cho em, nền tím hoa màu hồng 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 tím tím luôn, hồng đỏ đỏ luôn, dễ thương quá. Em mặc luôn cho mình coi cái này, đợi em xíu. À giờ mặc cái beo trước đi ha, em lên cái beo trước, chị khách hỏi cái beo trước rồi tới cái ren đỏ đó nha. Em mặc bao nhiêu tiền? 199.000 thôi ạ. Chị nào chưa có lên đơn giúp em, mã số sản phẩm kèm số điện thoại nha cả nhà. 61, chị Ly Cao cũng mới nhận hàng đó không? Hai chị khách đã nhận váy và đã khen rồi. Những chị nào khách mới nhà em, lần đầu tiên mua hàng ha, mình đặt thử đi, lựa cái nào em sale á, trong mấy mình mua thử coi chất coi form như nào. Đó, không dám mua mấy cái đầm mà 300-400 thì mua mấy cái đầm em sale rẻ trăm mấy thôi. Mua thử cái còn sao, đẹp là mình mua tiếp ha. Đẹp mua tiếp, không đẹp nghỉ chơi, đùa không. Em cho kiểm hàng trước thanh toán mà. Đó, đâu có cần phải trả tiền trước gì cho em đâu mà lo. Rồi đây, đây em mặc trên người mã số 1509. Cái này sale nè, 1509 hôm nay giảm 169.000 đồng. Rồi lẻ 2 size rồi. Beo em mặc lẻ size rồi nha cả nhà. Giờ còn suy nghĩ nữa là hết cơ hội nha. À, đang bán tại shop 420. Váy beo em mang lụa mango,
Sau cái này em mặc cái ren mình coi thử nha, chị Tina đợi em xíu. Có hai chị khách khen cái bộ mới phải không? Trời đi tiệc mặc nó đẹp lắm. Nó không có kim tuyến gì hết nha, nhưng mà rất là đẹp luôn. Rồi em chào chị Ngọc Bích ạ. Đây, đợi em vài phút đi. Sau cái bell này em mặc cái ren mình coi ha. Cái ren nó đặt liền đi chứ nó sắp hết á. Em về có ít đó. Size có 100-200 cái à. Này gần lễ size rồi nè. Đầm em mang sắp cháy hàng rồi, chị nào có bộ này chưa? 169 à, rẻ quá trời. Cái đầm lụa mango mà có 169.000. Đầm nhà em cái nào cũng đẹp. Cảm ơn chị Lan Nguyễn à. Trời ơi, khách em khen ghim cái bình luận vô cái. Đâu rồi ta, ủa không ghim được ta. Đâu. Sao kỳ vậy, để em coi coi. Khách khen em muốn ghim cái bình luận của muốn ghim bình luận của chị khách mà em chưa ghim được, đợi em xíu nha. Rồi cái đầm này em còn hai size nha. Mẫu đang mang còn hai size là M và L. Em có hai size là M và L, chị nào dưới 55 cân cho em mình chốt nè. Nhận hàng bên em. Đây ghim bình luận của chị Lan Nguyễn xíu nha. Đó. Đầm bên em nhận hàng kiểm tra trước thanh toán. Em này còn đúng hai size cuối cùng. 61kg mặc hoa nhĩ hả chị? Cái hoa nhĩ được. 61kg mặc 2X cho em. Được, lấy 2X. 61 cân nhưng mà eo chị dưới 84 nha. Eo dưới 84 cho em mình chốt. Đầm hoa vàng 199.000 em mới mặc xong. Có tụ beo có túi, beo có hai túi luôn. Beo em mang lụa mango, một lớp, hai túi. Rồi còn cái hoa nhí này 199.000 đồng, em đọc lại nha. Chị đã mới vô thì em cầm lại cho mình xem, em mới thay ra rồi. 1535 là cái hoa nhí vàng này nè. Hai lớp, em này chất von, von tâm hai lớp phải nhẹ mát lắm. Ha, mẫu này thì không có túi nè. Hoa nhí thì không có túi nha cả nhà, nhưng mà sao? Hai lớp dáng dài cho em ha. Bốn size cho mình lựa chọn, xe bao nhiêu ạ? 199. Em nhắc lại là size L và XL còn hai đơn mỗi size. Cái hoa nhí này sắp hết nè. L còn hai cái, XL còn hai cái. Đa số là M và 2X giúp em ha. 199.000. Thích hoa nhí trước 1535 em tư vấn ạ. Rồi, beo em mang còn hai size là M và L. Beo em mang còn hai size là M và L nha cả nhà. 169.000 đồng cho em chốt đơn liền tay. 169.000 đồng cho em chốt đơn liền tay nha. Còn hai size cuối chất lụa mango nha các chị yêu, mềm mát thoải mái, vải không nhăn nhầu nha. Hồi ít nhăn nhầu đi, không nhăn nhầu với chị lại chết nữa. Vải ít nhăn nhầu, nói chung là không cần ủi đồ. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em luôn ha. Rồi chị Liên Ca nhận hàng bên em không cần kiểm tra trước luôn nè, thấy không? Em cho kiểm tra mà khách còn không thèm kiểm tra luôn là mấy chị biết rồi. Nhưng mà em vẫn nói là cho kiểm tra, tại nhiều khi mấy chị khách mới á, mấy chị khách mới cứ sợ là mặc không được rồi hàng không đẹp như quảng cáo đó. Em hỗ trợ cho mình kiểm tra, chị nào giờ em nói đẹp mình không tin đúng không? Thôi kiểm tra hàng trước thanh toán cho nó chắc ăn ha. Đó, cứ nhận hàng kiểm tra cho em, đẹp thì mình lấy nha. Đây nè, đây là cái mẫu khách em nãy khen nè mấy chị, 1561 ren hoa nha, ren hoa cho em, ren hoa hồng. Ren hoa hồng rất là đẹp luôn, đúp lót ở bên trong không có bị xuyên thấu. Đầm ren nhà em đều là được may hai lớp cho các chị mình nha. 61, đúng rồi, em làm rớt cái mã số. 1561 cho em mẫu đang mang nè, có màu này thôi. Em chào chị Đức Định nha. Eo 86 hả chị Nhi Ngô? Eo 86 có, em có đầm eo 90 luôn. Em mới về với cái đầm eo 90 luôn, ba thùng resize. Đợi em xíu nha. Đợi em xíu chị ơi. Ủa cái à quên, cái bell này hết size 2X. Cái bell này hôm trước là cũng có eo 2X là 86 nè, mà nay nó hết rồi nha. Chút nữa đi, đợi em xíu. Eo 86 mình đợi em chút đi, rồi em giới thiệu mẫu khác cho mình nha. Rồi em mặc đây một em mặc trên người đây mã số 1561 nha. Mẫu mới về cho em nè, đẹp không? Cái tay xinh lắm cho các chị coi. Mét 6 hả chị? Mét 6 chị Cẩm Hà. Mét 6 là mặc giống em luôn, em mặc tới bắp chân nha. Rồi đầm em mang mấy màu? Một màu chị. Đầm em mang chỉ có một màu duy nhất thôi. 1561 mình nhận, tuyệt vời. Ai cũng khen đẹp, màu sắc trời không? Nãy giờ em thấy là rất là nhiều chị khách đã khen cái váy này. Vậy thì chị nào hôm nay mình chưa mua, mình có gì để lo nữa đâu. Người ta nhận, người ta khen rồi. Mình chưa mua mà đã nhận được, thấy rất là nhiều người khen rồi thì đã yên tâm ha. Đây, sau lưng hóa kéo nè. Cái phong này đẹp thật mà, cái vải nó cũng đẹp nữa mấy chị coi. Màu nè, sang lắm, không có bị xến đâu. Cái màu này bên ngoài không có xến đâu, yên tâm cho em này. Cái hoa nè, dễ thương ha. Cái tay nha, phồng ở phía trên này rồi, phồng ở ngoài nữa nè, nhúng thun ở ngoài nữa nè. Chị đã bắt tay to, khỏi lo về
chặt tay luôn. Em váy này là ở ngoài đẹp hơn nhiều, thật sự luôn. Bên ngoài còn đẹp hơn, trên like của em chụp hình cũng đẹp. Cái mẫu này lên hình là càng đẹp hơn nữa nha. Rồi lấy đầm em mang chốt đơn 1561 với chị, không có còn nhiều đâu. Đây em coi coi có size nào gần hết rồi em báo trước nè. Này em về mỗi size có 1-200 cái à. Size có một ô còn mấy chục đơn thôi. Mỗi size hôm nay chỉ còn vài chục đơn cuối cùng. Chị nào ưng mình chốt cho em nha. Mã số 1561 mấy chị ơi, tranh thủ đặt liền. 1561 kèm số điện thoại. Đâu, váy nè, bữa em có chụp hình rồi nè. Lên hình đẹp lắm mấy chị, trên live không biết xem cái màu nó làm sao nha. Thực tế bên ngoài rất là đẹp, với lại lên hình nó cũng đẹp nữa. Nè, lên hình cái chị nói không, chụp lên hình rất là sang luôn nè. Đó, mẫu này mà đi chơi đi tiệc chụp hình rất là xinh nha. Có hai túi luôn chị Nguyễn Hiền nè, đầm em mặc nè, thấy không? Lên hình là nhìn khác bọt liền, trên like là không đẹp bằng rồi đó. 1561 cho em nha, hai lớp may kèm hai túi luôn nè. Eo 85 đổ về cho em mình chốt đơn đây, hai túi form xòe nè, không có lộ bụng đâu. Chị nào bệnh trầm người có bụng mặc đủ hết nha. 65 cân đổ về chốt đơn cho em bên trong đúp lót. Bên trong đúp lót nha, không mỏng. Rồi vải ren mềm cũng không bị ngứa luôn. Mà cái này không ngứa. Eo 84-85 quay đầu chốt đơn cho em cái này. 1561 xin quá, khóa sau cho em nè. 1561 cho em mẫu váy mang xoay rồi cái nó xè phòng luôn. Tranh thủ em còn mấy chục đơn cuối à, nhanh tay giúp em. Chị nào ưng phải chốt liền nha. Mình mua 1548 màu đen cũng tuyệt vời luôn. 48 màu đen trơn. Chị nào thích đơn giản nhưng mà vẫn sang trọng thì có thể lấy màu đen ha, đơn giản lấy màu đen. Còn thích nổi bật hơn, mặc lên cho nó phải, lên hình cho nó phải nổi đó, ở ngoài nhìn vô phải hút mắt một xíu thì lấy cái màu này nha. Tại hoa đó nó màu nổi bật hơn xíu. Còn màu đen em cũng có nữa nè, đây màu đen nè. Chị nào thích đen thì mình nhắn em đi, chúc em mặc màu đen mình coi. Ai thích đơn giản không, đơn giản có màu đen cho em nữa nha. Màu nào cũng có hết trơn á, đỏ có luôn, xanh có luôn. Hôm nay ren về rất là nhiều màu. Đầm em mặc bao nhiêu tiền? 349 chị yêu ơi, rẻ. Đầm trung niên, váy trung niên, váy thiết kế bây giờ thị trường cái chị mình theo dõi nhiều shop là biết 5-700 ngàn một cái đầm đi tiệc đúng không. Váy em mặc nè 349 ngàn đồng thôi nha. Ai thích màu đen nhắn em, chúc em mặc cho mình xem. Bây giờ em qua mẫu, em sẽ lên một số cái sản phẩm đang sale cho các chị mình nữa nha. À, chị nào hỏi em đầm size lớn phải không? Size eo 86 hoặc là 70 á, à, eo 90 á. Đây, em có cái váy này, em có cái mẫu này nha. Eo 90 đổ về cho em mình chút đơn được nè. Đầm này bottom resize phần eo luôn ha. Cái mẫu này mặc chồng vô cho em không cần khóa kéo nha. Em qua mẫu đây, cái ren này không có còn nhiều, không dám đứng lâu luôn á. Mẫu này đi tiệc đẹp chị, đi tiệc chốt cái này đi sang chảnh luôn. 1561 cho em đầm đi tiệc nha. Rồi em qua cái đầm mà bottom, cái váy này mặc chồng vô nên là nó hơi mặc vô nó hơi mất thời gian xíu, mình để em chút nha. Rồi, hồi nãy chị nào hỏi em size eo 80, 86 nè. Hay là những chị nào mình khoảng 68, 70 cân nha. Đây, đợi em một chút. Tham khảo cho em cái váy bottom resize này đi. Em về được cho mình là hai mẫu bottom rồi. Nhưng mà em thấy tình hình là mấy chị khách rất là thích luôn á. Sắp tới shop sẽ có về thêm nữa nha. Chị nào mà mê cái kiểu bottom này nè. Nè eo nè, bao thông phần em các chị coi nè, đó không thoải mái luôn. Eo 90 đổ về cho em vừa. Chị nào thích kiểu bao thông maxi này nữa không, shop sẽ về thêm theo yêu cầu. Chị nào mà thích maxi thì chuẩn bị nha, chuẩn bị mà sang hàng mới nữa nè. Bây giờ em mặc trước mẫu này đã có sẵn, mình sang trước đi nha. Đa sang trước cái kiểu này cho em đi, coi có ok không. Ok bốc em về màu khác mình đặt tiếp nha. Được chị yên tâm, cái này 70 cân mặc được. Eo dưới 90 70 cân đổ về hoặc eo dưới 90 các chị chốt cho em cái đầm này maxi luôn. Đi du lịch mặc cái kiểu này nó đẹp nữa, không có bị nắng hết à nha. Coi này nó dài nè. Đó, không có sợ đen chân luôn ha. Rồi tay cũng bo thun, eo và tay bo thun cổ sơ mi cho em, hoa nhí dễ thương quá. Bo thun phần eo, eo 90 đổ về cho em mình chốt ạ. 1555 nha, em mặc trên người nè, chị nào size lớn chút cái này đi. 369 ngàn nhưng mà yên tâm cho em đi, hàng đẹp. Mà mình coi thử cho em đi cái này bao nhiêu vải. Rất là tốn vải luôn á. Vừa xe dài, để em ghi giá nha. 369 nè, mình coi cho em nè, nó vừa xòe dài vừa xòe rộng luôn, còn có cổ có tay cho em ở trong đúp lót mà có 369 ngàn thôi. Tranh thủ đặt luôn giúp em ạ.
1555 nha cả nhà. Váy này cũng đã nhận được rất là nhiều review của khách bên em rồi ha. Chị nào mà ưng ý thì chốt đơn liền nè, dễ thương không? Từ đây xuống là nó xòe tầng nha. Mấy tầng ta? 1, 2, 4 tầng. Từ eo xuống là xòe 4 tầng cho em luôn. Xòe rất là đẹp. Chị nào mà chuẩn bị đi du lịch không? Chốt cái này đi. Em sắp về thêm. Nếu mà thích cái kiểu váy này nha, chuẩn bị cho em nè, màu xanh. Trời ơi, màu này đẹp quá với chị. Hôm qua giờ có mấy chị khách hỏi mà chưa có về, em chưa có like được nha. Chưa có bán hàng luộc được cho cái chị mình liền. Mẫu này phải đợi em vài hôm nữa nha. Cùng kiểu luôn chị ơi, cùng kiểu với cái em mặc luôn á. Hai cái này là cùng kiểu bottom eo luôn nè. Đây, màu khác, mẫu này mẫu mới. Cái xanh này là em sắp về thôi chứ bây giờ chưa có hàng nha. Xanh với đen. Trời ơi, hai màu nào cũng đẹp hết trơn cái chị coi nè. Mê hầm, chuẩn bị tiền đi em về hàng mới cho mình chốt đơn liền nha. Rồi, sờ khoe trước, cái này em chưa có bán được nha, em khoe trước thôi. Chị nào đặt thì vẫn được, nhưng mà phải chờ khi nào về em mới giao. Chứ còn mà muốn giao liền luôn như cái em mang thì chưa có. Nè, giao liền được là cái này ha. Em mang là đang có sẵn đặt em giao liền. Tối nay mua đúng không? Mai em gói hàng em giao luôn. Thì cái mẫu em mặc trước nha. 1555 là cái hoa em mang nè, hoa màu cam. Màu này dễ thương. Màu này kiểu như nó ngọt ngào ở cả nhà. Đó, hoa cam cho em ha. Eo dưới 90 là chốt đơn nha. 70 cân đổ về và eo dưới 90 cho em mình có thể chốt cái váy này. Mã số là 1555. Maxi xòe tầng cho em 4 tầng luôn, eo bo thung thoải mái. Còn hai cái màu này thì chưa có về nha, em khoe thôi, chuẩn bị thôi. Hai mẫu này là hai mẫu mới chuẩn bị cọc bến cho em, đen với lại xanh. Rồi, còn em mặc nè, em mặc là có sẵn đặt em giao liền nha. 40 cho tới 70 cân vừa. 1555 và kèm cho em cái số điện thoại 369 nha chị Cẩm Hà. Em mang trên người đây là sơ mi nè, 369 ngàn. Trời ơi, nó xe rộng, nó xe rất là rộng luôn á, tốn phải cực kỳ. May em này là bằng may tới hai cái đầm khác luôn, cho nên là em về số lượng nó không nhiều, tại vì cũng là bao nhiêu đó vải, nhưng mà kiểu khác đi, em may được số lượng nhiều. Qua cái này nó tốn phải quá, nó phải rút ngắn lại số lượng ít hơn nha. Chị nào ưng là phải chốt đơn liền, em cũng còn mấy chục đơn mỗi size thôi. Mẫu này sắp hết hàng rồi, 1555 cho em, 369 ngàn. Chắc chắn nhận hàng cái chị hài lòng. Tại vì ở ngoài nó còn đẹp hơn trên like nữa nha. Mẫu này gọi là xứng đáng luôn á. 3692 cho em, đi chơi, đi tiệc, đi du lịch nha. Xuất sắc không? Dài và xe rộng nha. 1m6 mặt gần tới cổ chân của em nè. Đó, nãy chị nào hỏi em đầm size lớn eo 70, ô quên nhầm eo 86, eo 86 eo 90, lấy cái này cho em. Mấy mẫu khác có thể không vừa như cái này vừa nè. Eo dưới 90 thì yên tâm lên đơn nha. 1555 và kèm cho em cái số điện thoại nè. Rồi em qua mẫu nha. Tiếp tục em sẽ lên tiếp một em váy cũng đang sale cho các chị mình nữa ha. Đây, một em đầm sơ mi hoa nhí. Cái mẫu này rẻ nè, hàng này lẻ sai. Hàng này lẻ sai qua được rồi em giảm giá cho nó hết luôn. Chị Cẩm Hà ơi, chốt mã cho em đi nha. Chị Cẩm Hà lấy đầm em mang đúng không? Chốt mã số là 1555 kèm số điện thoại cho bên em tư vấn nè. Đặt mã giúp em là 1555 kèm số điện thoại nha. Xíu nữa bên em sẽ alo tư vấn và chừa hàng, chừa size cho các chị mình luôn nè. Những cái mẫu mà em có sẵn này thì đặt là khoảng tầm 2 đến 4 ngày là em giao, là em giao tới nha, nhanh lắm. 2 đến 4 ngày là chờ nhận đơn cho em ha. Rồi tiếp theo một em đầm hoa rất là xinh. Ủa cái mẫu này dễ thương quá nè. Cái màu này nó cũng không có kén da đâu mấy chị ơi, màu xanh. Nền màu xanh hoa nhí giúp em ha, hoa nhí trắng nghị hồng. Nền xanh hoa nhí trắng nghị hồng cho em nè. Đó, dễ thương lắm. 150 luôn, đi xả kho luôn. Còn mấy đơn hả, còn mấy cái cuối hả. Size M cho em nha. Nè, đứt lót ở trong nè, cái gì đâu. Đứt lót toàn bộ bên trong luôn, có cái tay là không có lót thôi. Dễ thương quá trời. Ôi, cái mẫu này ha, mua về cho em để dành đi đi du lịch đi. Chị nào chuẩn bị đi chơi á, sắm cái này đi là bảo đảm mặc thích liền. Em mang mấy màu, em mang một màu. Sơ mi hoa nhí mã số là 1514. Chị Cẩm Hà thiếu một số rồi, cái này là tới 3 số 5 lận. Em mới mặc là mẫu mới nha, 1555 lên ngàn rồi. Nhà em bây giờ là đã hơn 1500 mã số rồi đó. Bởi vậy quý chị đặt mã phải đặt đúng nha. Thấy không, em bán là từ những cái con số bao nhiêu. Nhà em bán live stream đến giờ là mấy năm rồi. Live từ những cái đầm hả, mã 01, 02 đến hôm nay là 1500 mấy rồi đấy không. Lên gần 1600 rồi đó. Em chào chị Ngọc Ngân ạ. À, rồi 149 ngàn nè, xả kho.
mua trải nghiệm thử cho em cái này đi, coi chất biết liền, đẹp mê hồn luôn. Vải von cho em, đầm này chất liệu von nha, hoa nhí nè, màu này không kén da, nhưng mà em thấy size lớn rồi. Đầm này cho chị nào size bé thôi, 40 cho tới là 50 cân, đây size em mặc size M nè. Váy em còn size M là cái size em đang mang luôn ha, 50 cân đổ về. Mới nhận hồi trưa, đẹp, cảm ơn chị Lan Nguyễn nha. Khách nào nhận hàng xong rồi á, chị nào mà đã nhận được váy nhà em, mình kiểm tra, mình được quyền kiểm tra ha. Sau khi mình kiểm tra mình thấy ok đẹp nha, có thời gian các chị mình có thể quay lại cho em xin review nha cả nhà. Tại vì thật sự là em sale đổi lấy tương tác á, là cũng muốn là có thêm khách mới với có thêm kiểu như là những cái lời review các chị mình đổi lấy tương tác thôi nè. Cái váy sơ mi đang bán 400 hơn tại shop, mang lên trên live bao nhiêu tiền, 149.000 mấy chị coi, chấp nhận lỗ vốn luôn, đổi lấy có 3 lần chia sẻ like thôi đó, 149.000 cho em nha. Chân váy đúc lót không có mỏng đâu chị, đầm này không có xin thấu đâu, có túi luôn, hai túi hai bên nè, sau lưng khóa kéo, eo 70 đổ về cho em mình chốt nha. Cái này em lẽ size rồi, không có may thêm. Hoa nhí em mang là còn vài đơn cuối cùng size M thôi, mã số là 1514, được chị Von, chị Thanh ơi, được 55 là ok đó. Cái này bao hôn được nè, mẫu nào không được chứ mẫu này ok, 70 cân chốt đi chị, chốt liền kiểu này nha, chốt thử đi ha. Hôm nay em có sẵn cái này là 70 cân vừa eo dưới chỉnh chuột nè, chốt thử màu này đi, mặc coi cái form này nó vừa không, thích cái kiểu này không. Đợt sau nha, lô hàng mới á, em chuẩn bị về thêm kiểu này nhưng mà hoa khác, màu khác nha. Hôm nay mua trước màu này thử một cái đi, mốt em về thêm mấy màu nữa thấy ok thì mình đặt thêm ha. Giờ có sẵn là cái này 70 cân được nha, eo dưới chỉnh chuột cho em mình chốt đơn. Rồi em mang nè, 1514, 149.000 xã khẩn, giá sale 149.000 đồng sơ mi nha, sơ mi tay ngắn. Em còn size M thôi à, hết size L chị Kim Ngân ơi. Mẫu em mang chỉ còn size M thôi, dễ thương không? Mà lẽ size rồi tiếc ghê luôn, 149. Thôi để em kiếm cái khác nha. Bây giờ sơ mi, đây, em có cái này cũng dễ thương lắm nè. Sơ mi thổ cẩm nha. Cái này nó khác một chút xíu, cái này là nó xếp ly. Cái họa tiết thổ cẩm này cũng đẹp nè, lạ, không có đụng hàng luôn, hàng nhà em may nha. Ở trên từng đầm sẽ có tem mạc nhãn mát đầy đủ như thế này nha cả nhà. Đó, váy nhà em thiết kế nha, không lo đụng hàng luôn. Rồi, đầm em may mà ví dụ hết size ha, đổi qua cho em cái này đi. Cái thổ cẩm này em về sau nè, đang có đủ size cho mình lựa chọn luôn. Cũng rẻ lắm, trăm mấy à. Em bán tại shop là 450 nhưng mà trên live chỉ có trăm mấy, em đang sale cái nào cũng sale hết trơn á. 58 hả chị? 58. Ủa? 58 em chưa có lên nha, coi chừng lộ mã nha. 55. Em mới mặc cái bo thun là 55 với chị Cẩm Hà, còn 58 là cái ren là em chưa có mặc nha. Em có cái ren xanh mới là 58. Hình như sai mã rồi á. Phải chị hỏi cái sơ mi không? Sơ mi bo thun là 1555 giúp em, mẫu đó 61 cân thoải mái. 61 cân đầm đó chị mặc XL cho em vẫn được luôn nha. Ok đó, mẫu đó nó bo thun mà. Rồi, đầm này thì nó khác một xíu, cũng là sơ mi cho em, nhưng mà nó khác cái kiểu. Em này xếp ly nè, xếp ly chân váy từ trước ra sau luôn. Và cái vải này của em sẽ là vải cắt thái nha, một lớp mềm mát thoải mái luôn. Rồi, sơ mi tay lỡ nè, 1526. Đây, mình thích họa tiết thổ cẩm thì lấy cái này cho em đi, 1526. Mẫu này full size luôn. Ôi, MLXL2X có này mấy chị, đặt liền đi. Dưới 65 cân vừa nha, 1526 bao nhiêu tiền đây ạ? 199.000 đồng thôi. 199.000 cho em mẫu váy đang mặc nha, họa tiết thổ cẩm nè. Này khỏi lo đụng hàng luôn ha. Yên tâm, mặc nhà em khỏi lo đụng hàng, nhận hàng còn được kiểm tra nữa. 40 cho tới 65 cân vừa, em này đủ size. Em này đủ size nhưng mà size chuẩn nha. Cái mẫu này nó có chiếc eo nha quý chị, không có co giãn nha. Đầm này là may size chuẩn giúp em là 40 cho tới 65 kg thôi. Đó, cái nào co giãn hoặc là bo thùng thì em tư vấn khác nha. Còn cái mẫu này là size chuẩn 40 tới 65 cân mình chốt đơn nè, eo dưới 84-85 thôi. Được chị Cẩm Hà 61 kg thoải mái. Cái đó tới 70 cân lận mà. 61 cân là chị mặc tầm XL em thấy là ok rồi á. Được chị ơi, được nha, cứ đặt hàng cho em nha. Rồi đầm em mặc đây, 1526 nè, 199.000 với chị coi. Mà nó xếp ly tốn phải không? Xếp ly là tốn phải gấp đôi bình thường luôn á, mà còn rẻ hơn mấy cái sơ mi kia luôn. 199.000 mẫu đang mang nha, MLXL2X ạ.
1526, em ghi giá nè, 199.000. Rồi, chị nào thích họa tiết thổ cẩm, chốt liền tay em tư vấn. Mã số sản phẩm và kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà, 1526 cho em nha. Một năm hai sáu kèm số điện thoại cho em nha, nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình nè, từ 40 cho tới 65 cân vừa, đầm này eo chuẩn giúp em là eo cỡ 84 85 nha. Size L eo bao nhiêu? Dạ eo khoảng 74. Đầm này size L eo 74 cho em là ok nha chị. Hay là chị hỏi cái bo thun khỏi cần đo em. Cái bo thun đó là miễn sao eo dưới 90 cho em thì cứ chốt thôi ha. Còn cái này thì eo dưới 74 là size L nè. Eo 74 size L cho em nha. Chất liệu vải này là cát thái chị Hà. Cái thổ cẩm này của em nè, nó là vải cát thái nha. Này một lớp nha, không xuyên thấu đâu. Đây mình coi em mặc nè, đâu có thấy gì đúng không? Không lộ hàng ha. Một lớp chất rất là mát luôn ạ. 199k. 199k cho em mẫu này, có cổ luôn, đi làm bận được, đi chơi bận được luôn ha. Đi làm đi chơi rồi nói chung là đi đâu cái chị mang cũng được hết trơn á. Mùa nào trong năm mặc cũng được cho em, nhẹ mát sơ mi nè. 1526 sale còn bao nhiêu? 199.000 mấy chị ơi, đặt liền. 450 tại shop, trên live sale còn 199 thôi. 4 size nha, 4 size cho mình lựa chọn. Chị nào dưới 65 cân chốt đơn ha. Dưới 65 cân chốt đơn cho em nha cả nhà. Rồi chuẩn bị em qua mẫu. Tiếp tục là một em váy nào đây ta, để em coi nghĩa coi cái nào đang sale. À đi tiệc không? Em có cái mẫu váy này nè, kim tuyến này đi tiệc dễ thương nè. Em này là von kim tuyến, đầm von kim tuyến màu vàng này, các chị thấy màu vàng đồng này ha, là nó sẽ nổi phía trên vải luôn. Đó, chị nào đang chuẩn bị đi tiệc mình tham khảo thêm. Cái váy kim tuyến này cũng đẹp nè. Em mặc là 1514 nha, lấy sơ mi thổ, à, em nhầm, quên, 1526. 14 là cái hoa nhí. Em mang là 1526. Cái này không có bao thun chị Hà ơi, cái này là chiếc eo, bao thun là cái 55. Bao thun là 55 em mới mặc quá, bao thun là 369 ạ. Đầm sơ mi 1555 bao thun giá là 369k nha chị Hà ơi, 369. Mẫu đó dài, trời ơi dài mà nó xòe rộng cực kỳ luôn á. Mẫu đó tại shop em bán là 550 á, trên live bán có 369 nè mấy chị, bao rẻ luôn. Rồi, đang thổ cẩm. Ô quên nhầm. Trời ơi bị liệu hoài luôn á. Đầm đi tiệc, đầm ra à, đầm von đi tiệc nha. Von kim tuyến nè, em này có 2 tuổi luôn. Cái mẫu này là đẹp là cái cổ áo nè. Đó, mẫu này đặc biệt ha, là cái phần nè, họa tiết đầm kim tuyến màu vàng nổi. Đó, với thêm nữa là cái phần cổ áo cái chị cho nó được cắt khoét rất là đẹp luôn. Đây, cắt khoét nè, xếp ly ngực nha, nó có xếp ly cái dưới này nè. Ở trên line không thấy, do nó là màu đen. Còn thực tế cái chị thấy nha, xếp ly cho ngực cho em. Trời ơi, xịn sò sau lưng khóa kéo, đằng sau em chưa kéo hết nha. Rồi, em này có mã là 1550 cho em ạ. 249.000 đồng thôi. Trời ơi, chị nào ưng là phải chốt gấp nha. Mẫu này em không còn nhiều đâu. 1550 kèm cho em cái số điện thoại. 249.000 đồng. 249.000 đồng, 4 size cho mình lựa chọn luôn. Mẫu này tại shop em là 450.000. Ngày hôm nay trên live em giảm luôn. Giảm luôn còn 249, 38 là chị thu, 38 có. Chấm bi có luôn chị Ngọc, chấm bi thích sơ mi không? Em có sơ mi chấm bi, em có body chấm bi luôn. Bi đợt này cũng khá khá mẫu nè. Đây, em cho mình xem mấy mẫu chấm bi nhà em nha. Em cho mình coi những cái mẫu có sẵn trước nha. Tại vì cái lô hàng mới sắp về là cũng có về thêm bi á, nhưng mà cái đó chưa. Đây là thôi bây giờ mình coi những cái em đang sale sẵn ha. Đây, sơ mi bi xếp ly nè, dễ thương có gì em. Bi xếp ly của sơ mi cho em nè. Rồi, bi hoa tay dài, cái này cũng là sơ mi luôn ha. Nhưng mà em này kiểu khác là sẽ là tay dài. Sơ mi bi tay dài có kết hợp với hoa. Rồi, cái nào nữa ta? Body chấm bi nha. Body bi đuôi cá cho em nè. Em này là vải von nè, ở dưới này là cái đuôi cá nè, dễ thương không? Đó, nghĩ giúp em có thích cái bi nào đi rồi em mặc lên cho mình xem. Còn em mặc đây là, cái này thật ra nó cũng là bi á. Cái em này nó cũng là bi á cả nhà. Đầm em mặc là bi luôn ha. Đầm von kim tuyến ạ, 1550. 1550 sale còn 249.000 đồng, 4 size cho các chị yêu luôn. 38 để em coi coi nó còn mấy cái. 38 em còn cho mình nè, size L. 38 còn nha, 38 con cũng to nè. Cái này
Mẫu này của em ha, 38 thì size L nhưng mà em nó phải được cỡ 78 luôn á. Đợi em xíu nha, em mặc cái này cho mình coi. Chuẩn bị qua mẫu nha. Em mặc bao nhiêu tiền? Em mặc là 249 ạ. À. Chị nào thích váy von kim tuyến của em chốt đơn nha. Mã số là 1550. 1550 giá đang sale chỉ có 249 ngàn. 249 ngàn đồng. Chị nào mà không nhanh tay đặt là hết hàng, tiếc luôn. Rồi qua mã. Đó, đi tiệc thì tham khảo cái đầm của em ha, von dài hai lớp có túi luôn, von đầm xòe dài hai lớp may kèm hai túi, bên trong đúp lót không có mỏng đâu. Và mẫu này đi tiệc sang lắm, không bên trong đúp lót rồi nên là em không thấy nó ngứa gì hết trơn á, em mặc em thấy nó bình thường, em mặc em thấy nó bình thường không có ngứa gì hết á. Rồi qua mã nha, lên 1538 nè. 38 thì hiện tại shop em còn size L nhưng mà cái von này nó to hơn bình thường. Cái 38 này của em á, cái form nó to hơn bình thường, size L nhưng mà eo phải được cỡ 78 luôn á. Chị nào eo dưới 78 nha, 58 cân đổ về và eo dưới 78 thì mình có thể mặc được cái mẫu này của em size L nha cả nhà. Em này nó hơi đặc biệt một xíu, cái form nó hơi to nha. Rồi 179, best seller nhà em. Mẫu này là best seller nhà em, váy hoa cổ chéo form đầm dài này nè. Mấy chị khách trung niên nhà em á là hầu như ai cũng có cái đầm này rồi. Này với cái hoa 3D, hoa 3D mà 1523 á. Đó là những cái mẫu mà em nói là khách quen là có hết trơn rồi. Chị nào khách mới mình tham khảo coi. Ưng không? Ưng là chốt liền đi chứ em sắp hết rồi đó. Váy này là không về thêm nha. Tất cả các mã số bên em là mỗi một hoa văn chỉ về có một lần hàng duy nhất thôi. Hết là em bỏ mẫu chứ không may lại nha cả nhà. Dễ thương không? Sau lưng khóa kéo nha. Rồi, form đầm xòe dài, chất liệu von bên trong đúp lót không mỏng. Với phần thiết kế mà cái cổ chéo này nè, mình có thể tùy chỉnh được cho em cái độ kính hở luôn. 179 ngàn nha, chị nào ôm không? 58 cân đổ về vừa, mình đo eo đi. Tại cái form váy này nó hơi to hơn một xíu. Bây giờ mình hỏi em cái số ký không nó cũng hơi khó nha. 58 cân đổ về hoặc là eo dưới 78 thì cái chị yêu chốt giúp em ha. Sắp hết rồi mấy chị, cái này mà đặt liền thì mới được nha. Em này mà đợi thêm mấy ngày nữa sợ hết hàng quá à. 179 ngàn đẹp lắm, các chị yên tâm cho em. Bên ngoài đẹp hơn trên line. Nhận hàng bên ngoài là đẹp hơn trên line luôn. 100 bao nhiêu ạ? 179. Dễ thương ha. Form dài à, qua bắp chân luôn. Form dài qua bắp chân của em luôn nha. Chị nào chưa có mình lên đơn sớm ạ. Shop sẽ giao đến tận nơi hỗ trợ cho cái chiêu kiểm tra hàng nha. Lấy đầm em mang trước 1538 cả nhà ơi. Rồi ok, chị Vĩ Lệ có đơn nè. Size L đầm này eo 78 luôn chứ 74 đâu. Form này to. Size L eo 78 đổ về cho em mình chốt nha. Một đơn cho chị Lệ Thủy nè. Rồi cho chị đầm em mặc size 2X đã hết rồi chị ơi. 2X em không còn. 1538 shop chỉ còn size L. Và những chị nào dưới 58 cân hoặc là eo dưới 78 đổ về cho em thì mình nhanh tay đặt đơn giúp shop để được tư vấn và chừa hàng nha cả nhà. Rồi chuẩn bị em qua mẫu nè. Ưng váy em mang trước 1538 nha. Tiếp tục em qua mẫu. Lên cái đầm khác cho cái chị mình này. Một em váy rồi, đầm mà đầm bi đi ha, hồi nãy hỏi em cái bi này đúng không? Em lên thử một cái bi đuôi cá nha. Cái này là bi von. Đầm này là bi von. Chị Ngọc Lan 38 cho em số điện thoại nha. Bên em sẽ liên lạc tới để mà tư vấn đó cả nhà. Shop em sẽ alo tư vấn và chừa hàng, chừa size cho các chị mình ha. Nhận hàng kiểm tra trước thanh toán nha các chị ơi, yên tâm. Trời ơi, không đẹp không lấy tiền. Nhận hàng được kiểm tra, em chưa lấy tiền là cho kiểm tra rồi. Không yêu cầu chuyển khoản luôn, khỏi lo nha. Ưng thì đặt thử đi, hôm nay mua thử cái đi. Chắc chắn không làm mấy chị thất vọng đâu. Rồi tiếp theo, 1544 cho em. Đây, em mặc trên người mã số là 1544. Dễ thương không? Đuôi cá nha, em này là đuôi cá body. Đuôi cá body cho em ha, von 2 lớp. Rồi, size bao nhiêu đây? Size M nha. Dưới 50 cân em sale luôn 149 ngàn đồng. Hết rồi, xả hàng luôn. Giá tặng nha. Hôm nay giá tặng cho các chị mình luôn ạ. 149k mẫu váy đang mặc. Chốt giúp em 1544 kèm số điện thoại. Rồi lên đơn 1544 kèm số điện thoại cho em nha cả nhà. Ai chưa có đặt luôn em tư vấn nè. Đầm này của em là đầm von hai lớp không mỏng, cổ tim ha, cổ tim tay lỡ, form váy xòe dài. Chị nào chưa có mình chốt đơn em tư vấn nha. Mã sản phẩm và kèm cho em cái số điện thoại nè. Đây sau lưng khóa kéo luôn.
Bên em là hầu như là tất cả các váy, à trừ cái đầm bottom, trừ mấy cái đầm bottom mới ra thì tất cả các váy đều là khóa hở phía sau lưng hết. Nó vừa dễ mang, nó thẩm mỹ mà nó không có lộ khóa kéo. Rồi chị Ngọc Lệ, ok em thấy rồi ạ. 2X hả chị? 2X em không có về thêm mẫu này rồi. Bi bi đuôi cá em mang nó chỉ còn size M thôi. 1515 hả chị Huyền? Còn nha, vét nha. Vét 1515 đây chị Huyền ơi, đang sale luôn. Đang sale giá rẻ luôn. Đợi em một xíu để em mặc cho coi ha. Đợi em chút vài phút nữa đi. Em sau cái này em lên cái 15 cho chị coi thử, mẫu đó cũng đẹp. Mẫu đó đẹp mà còn rẻ nữa cơ. Trời ơi đẹp, không không chỉ đẹp bình thường mà đẹp còn được sale nữa. 149.000 chị Ngọc ơi, em đang mang nha. 1544 là đầm đuôi cá của em nha. Cổ tim, tay lỡ, form dài qua gối. Đang còn size M thôi. Váy này em lẻ size rồi, không có về thêm nữa nha. 40 cho tới là 50 cân. Chị nào size M cho em mình chốt ạ. 149.000. Mấy cái đầm bi mình mặc nó không có lỗi thời ha. Đó, cứ mặc cho em năm này năm khác không bao giờ lỗi thời. Rồi qua cái vest màu màu nâu nha. Màu này sang, không có bị dừ tuổi. Em thấy màu này trung niên hay trẻ tuổi mặc đều đẹp. Nhìn nó tây quá trời luôn. Không kén da luôn. Rồi chị nào thích vest không? Xích ly nha, kiểu này nhìn mặc trẻ nè. Màu này mặc nhìn cũng sang quá trời. Với lại cái kiểu xích ly nhìn nó trẻ trung nữa. Rồi nghe giá tiền chốt đơn nha. Đầm em mang 199 ngàn ngày hôm nay. Rẻ không? Không có một nhà nào thời trang trung niên đầm thiết kế mà vét nha mấy chị. Trăm mấy đâu, em cho mình đi tìm luôn. Bao giá toàn thị trường, tìm được ở đâu cái vét xích ly như em? Vải, và vải này là vải cô tông lạnh. Chắc cái gì đi tìm đi, coi có nhà nào bán rẻ hơn không. Cái giá này là em lấy tương tác nha. Mỗi chị cho em 3 lần chia sẻ. Lên trang cá nhân hoặc lên trang cái hội nhóm cho em nha cả nhà. Đây, mẫu đang mặc nè, sau xếp ly luôn nè, cả trước cả sau, thấy đẹp không? Một lớp da mà vải dày dặn phồng nè, đứng phong xè phồng chưa? 199 ngàn đặt liền. 1515 cho em váy đang mang nha. Một màu duy nhất, xe luôn còn 199. Ô rồi xong hết XL. Đang định nói với chị là sắp hết size thì nó hết mất tiêu XL rồi. Đầm em mang chỉ còn 3 size ML 2X thôi. 1536 hả chị? 1536. Ủa, em mới mặc là 1538 nha. 36 em chưa có lên. Em mới mặc là 38 nha, có nhầm mã không? Đây, cái đồng hoa cổ chéo em mới mặc này chị Ngọc Lan, cái này là 38. Em hoa này là 38 nha, không phải là 36 á, em sợ chị nhầm mã số rồi. Tại vì nãy giờ em chưa có lên 36. 36 em chưa mặc nha, 36 thì đợi em một xíu. Nếu mà chị hỏi 36 thì em chưa lên. Đây, cái này mới là 36 nè. Rồi, em mặc 1515, mẫu váy này 199 ngàn. Cập nhật tình hình nha cả nhà, em hết XL. Vest em mặc đây còn 3 size ML và 2X, 40 cho tới 65 cân. Chốt cái này đi. Đi làm mặc đẹp, lịch sự. Đi tiệc, đi chơi, cái chị mang cũng đẹp nữa. Cái chỗ cái tuần bán cái chị coi là nhìn cái đường ly thôi là đã thấy hàng chất lượng rồi. Sau lưng khóa kéo nha, 1515 và kèm cho em cái số điện thoại. Ngang bắp chân không có ngắn. Em cao 1m6, form đầm dài ngang bắp chân luôn. Chị nào dưới 65 cân cho em mình chốt nha cả nhà. Đầm này thì mình đặt size chuẩn là eo 84 đổ về cho em ha. 38 chị Thu, ok. À chị muốn chốt thêm, à chị Ngọc Lan chốt thêm cái 7, cái 36 đúng không? Rồi 36 thì em chưa có mặc, thì em sợ chị nhầm mã số nha. Đây 36 nha, 36 mình đợi em xíu nha. Em coi coi nó còn size nào đã. 36, 36 hết size rồi. Chị ơi 36 còn size M không vừa rồi. Size M eo dưới 68 giúp em thôi. Tiếc quá, eo chị 74 hả, size L mới được. Không còn size chị Ngọc Lan ơi, 36 nè. Em mặc luôn cho mình coi thử, chị nào vừa thì chốt nha. Tại vì nó lẻ size rồi, nó chỉ còn size M thôi. Hàng lẻ size quá trời mới dễ không. Nhưng mà đổi lại được cái giá rẻ ha. Trăm mấy đồng không? Nè, vét 199. Cái này là lỗ vốn nha. Vét em mang á, tại shop đang bán 450 ngàn. Vải đẹp cho em, đẹp từ chất tới form. Nhận hàng kiểm tra, không đẹp, không đúng, em không lấy tiền với chị luôn. Đầm này khuyến khích mua nè, mặc sang lắm. Đầu tư em váy này đi mấy chị, mặc đi đâu cũng được hết trơn á. Đi làm, đi chơi gì cũng được luôn. Rồi, 36 nha, lên mẫu nè. Cái này em sale 100, hôm nay giảm giá luôn, như 149 à ta, khoan để em kiểm tra cái đã. 1536. Rồi, 149 ngàn cho em. 149 ngàn mấy chị, nhưng mà em còn size M thôi à. Dưới 50 cân cho em ha. Dưới 50 cân đổ về cho em vừa nha cả nhà ơi.
dưới 50 cân đổ về cho em nha, hết rồi, hết size lớn rồi, dễ thương không? Nè hoa đào, nền đen hoa đào giúp em màu cam cam nè, xinh lắm, form dài luôn, mẫu này cũng dễ mặc nên là mấy chị khách em rất là thích, hầu như là cũng có mẫu này hết rồi á. Rồi form dài thước tha cho em chưa nè, hai lớp chất liệu là von mát mẻ nha. Rồi chị nào ưng chốt liền 150.000 xả kho luôn, 1536 nhưng mà em còn size M thôi hả. Vậy là chị nào phải dưới 50 cân nha, dưới 50 cân hoặc là eo dưới 6870. Eo dưới 6870 cho em mình chốt được nha, còn trên nữa thì em hết ha. 1536 là mẫu em mang nè, mẫu này là von hoa, von hoa đào, dễ thương lắm, cái màu nó không có bị kén da, màu này cái chị mang rất là hợp cho cái chị trung niên luôn, cái kiểu như màu nó nhẵn nhẵn, nó cả nhạt. Nền đen hoa, nền đen hoa cho em ạ, 40 cho tới 50 cân, còn size M thôi. 40 cho tới 50 cân mình đặt hàng cho em nha. Lấy đầm đang mang chốt đơn, mã số là 1536 nha cả nhà. Chị nào ưng chốt đơn nha. Không vừa chị Ngọc Lan tí không, hết rồi. Không về thêm nữa luôn, chứ có về thêm thì em cũng ráng chốt cho mình, nhưng mà nó không có về thêm. Mẫu này em chỉ còn size M thôi cả nhà ơi, 50 cân đổ về nha. Đó, còn thích váy hoa dáng dài thì em có cái hoa 3D này đẹp nè. Nhưng mà hoa 3D này thì giá nó nhỉnh hơn một xíu nha. Em này cũng là best seller của nhà em 1523. Mẫu này là em nói 10 chị nhận hàng là em thấy 10 chị khen hết, chưa thấy ai chê. Tại vì kiếm cái chỗ chê cũng không có, cái màu nhìn đẹp quá trời. Ở ngoài nhìn đẹp hơn, ở trên line là chưa đẹp bằng nha. Trên line mình nhìn nó cỡ 7 điểm thôi, chứ bên ngoài là phải 8-9 điểm cho em. Nhìn cái hoa nó đẹp lắm mấy chị, kiểu như nó in dạng 3D á. Có cái hoa thì nó ẩn phía trong nè, có cái nên nổi rõ lên. Đó, nhìn rất là đẹp, em mặc thử nha. Nếu như chị nào thích váy hoa nha, tham khảo cái này cho em đi, sang chảnh cực kỳ luôn. Em chào chị Ngọc Luyến à, eo 74 hả chị, eo 74 em hết hàng rồi. 1536 chị còn size eo tối đa là 70 thôi. Rồi qua mã đi, để em lên cái này nó có được 3 size, nhiều hơn được xíu ha, chứ nó cũng không có còn đủ nữa rồi. Đây, von hoa 3D cũng là đầm von. Mẫu này của em cũng là đầm von, cũng form hoa dài, dáng dài cho mình luôn. Tuy nhiên em này nó chất lượng ở chỗ là cái hoa nó in 3D rất là đặc biệt. Giá sale sẽ là 299.000 đồng các chị coi. Cũng còn dài ngang bắp chân nè. Rồi 40 cho tới 65 cân sẽ vừa mẫu váy này của em ha. Tại vì nó hết cái size ở giữa. 1523 cho em nha. Em mang là nó hết XL. Đầm em mang còn 3 size ML và 2X nha. Chị nào dưới 65 mình cứ chốt đi. Dưới 65 cho em mình chốt nha cả nhà. Giao đến tận nơi hỗ trợ các chị xem hàng trước luôn. Rồi lấy đầm em mang chốt đơn 1523 nè. 1523 chốt giúp em mẫu váy này là 1523 sale còn 299 nha cả nhà ơi. 299k cho em váy đang mang hai lớp bên trong đúc lót. Tất cả các váy von được may kèm lót ở trong, không sợ mỏng nha. Đó, dài thước tha cho các chị luôn nè. Lấy đơn em mang thì chốt là 1523 và kèm cho em cái số điện thoại nha. 3 size cuối là ML2X hả? Em còn 3 size. 3 size cuối cùng ML2X. 3 size cuối cùng ML2X cho em nha. 40 cho tới là 65 cân nha cả nhà ơi. Từ 40 tới 65 cân, eo 84 quay đầu cho em mình chốt nha. Giá đang sale 299.000 đồng. 299.000 đồng cho em mẫu váy này. Chị nào chưa có mình đặt đơn luôn. Sau khi mà em nhận được cái đơn hàng của mình, nhân viên sẽ alo tư vấn và chừa hàng chừa size nha. Được kiểm tra hàng trước khi mà nhận nên các chị cứ yên tâm ha. Kiểm hàng trước thanh toán nè. Chị Kali chốt đơn 1523 rồi. Cổ tròn chị, cái này đơn giản. Cái này đơn giản, nó không có cầu kỳ nha. Tại hoa của nó đạt 3D rất là đẹp rồi. Đó, cho nên là cái kiểu may thì rất là đơn giản thôi. Cổ tròn, tay ngắn, là form dài, xịn xò không. Lấy đồng em mang chốt đơn 1523 kèm số điện thoại liền. Em sale trên line là 299 mà tại shop thì vẫn 450 nha. Nếu mà qua trực tiếp cửa hàng em giá vẫn 450. Ngày hôm nay trên line này chị nào chốt đơn em sale còn 299, tranh thủ đặt luôn để em tư vấn nha. Rồi livestream này em sẽ lưu lại nha. Chị nào hơi trễ mình xem lại từ đầu giúp em. Nhớ bấm tích trang bên shop để mình còn cập nhật được những cái livestream khác. Mình bấm tích trang rồi, theo dõi rồi thì khi nào em livestream nó sẽ thông báo cho mình ha cả nhà. Còn bây giờ sẽ lưu lại nha. Và chúc các chị có một buổi tối thật là vui vẻ ha. Cảm ơn các chị đã theo dõi livestream của em nãy giờ nha. Chào tạm biệt các chị ạ.